Bivot, giải pháp học cổ đông trực tuyến số 1 Việt Nam. Bivot là giải pháp tuyệt vời không chỉ trong mùa dịch Covid mà còn là xu thế công nghệ của tương lai. Với Bivot, mọi doanh nghiệp có thể dễ dàng tổ chức đại hội cổ đông trực tuyến, tiết kiệm chi phí, cổ đông biểu quyết online dù ở bất kỳ đâu. Dữ liệu lưu trữ trên nền tảng blockchain minh bạch, công khai và toàn vẹn dữ liệu. Kết quả bỏ phiếu hợp pháp và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Đặc biệt, hệ thống cho phép hàng triệu người truy cập một lúc mà không xảy ra nghẽn mạng. Truy cập ngay website hocodong.bivot.vn để đăng ký tư vấn miễn phí và dùng thử ngay hôm nay. Liên hệ hotline để được giải đáp mọi thắc mắc. Thêm VinFast President màu mới xuống phố, bê vệ và đẳng cấp. Chiếc VinFast President mới hoàn thành đăng ký đăng kiểm và ra biển số Hà Nội, sở hữu ngoại thất lạ mắt chưa từng xuất hiện trước đó. VinFast President được sản xuất giới hạn và có đến 18 tùy chọn màu sắc ngoại thất khác nhau. Tính đến nay, màu mà nhiều chủ xe lựa chọn nhất chính là đen. Ngoài ra cũng có một số màu khác đã xuất hiện như tím, xanh dương hay xanh lá. Mới đây tại Hà Nội xuất hiện thêm một chiếc President nữa với ngoại thất màu rất lạ mắt, khá giống màu xám mà hãng từng giới thiệu trước đây nhưng hơi ngả vàng. Chiếc President này không tùy chọn trang trí bằng các chi tiết màu vàng đồng như nhiều chiếc khác đã xuất hiện. Mâm xe kích thước 20 inch giống phiên bản Luxe A bản cao cấp. Ngoài ra, những chi tiết khác vẫn tương tự những chiếc còn lại. VinFast President là mẫu xe đầu bảng của hãng xe Việt được giới thiệu hồi đầu tháng 9. Chỉ có 500 chiếc President được sản xuất và chỉ dành riêng cho thị trường Việt Nam. 100 chiếc đầu tiên được bán ra với giá ưu đãi chỉ 3,8 tỷ đồng, trong khi những chiếc còn lại sẽ có giá niêm yết là 4,6 tỷ đồng. VinFast President dài hơn bản Luxe SA 2.0 206mm, trong khi đó chiều rộng được tăng thêm 27mm và chiều cao giảm 13mm. VinFast President sở hữu chiều dài cơ sở lên tới 3.133mm, mang lại không gian rộng rãi tối đa cho hàng ghế sau. Về ngoại thất, VinFast President sở hữu thiết kế khỏa khoắn và sang trọng. Lưới tản nhiệt được thiết kế dạng kim cương, kết hợp với hốc gió cỡ lớn trên nắp capo đều được sơn đen. Ở phía sau, VinFast President được trang bị chụp ống xả kép cỡ lớn, logo President bên phải. Cụp đèn hậu được tinh chỉnh kết cấu LED trông tinh tế hơn. Về nội thất, VinFast President chú trọng vào sự thoải mái của cả người lái và người ngồi hàng ghế sau với các tính năng Master, sưởi và thông gió. Đặc biệt, hàng ghế thứ hai rất rộng rãi với khoảng duỗi chân được tăng thêm tới 20cm so với mẫu Luxe A 2.0. Nội thất trên xe được sử dụng da Nappa cao cấp đến từ Eagle Ottawa cùng loại gỗ ốp veneer thượng hạng được sản xuất tại Ý. Với cấu trúc vân xoáy tự nhiên, gỗ ốp trên mỗi chiếc VinFast President sẽ có hoa văn hoàn toàn khác biệt. Hàng ghế thứ hai ngoài rộng rãi còn sở hữu cửa sổ trời rộng rãi, cửa gió điều riêng, tích hợp hai cổng sạc USB, một cổng 230V, 150W và 50Hz, một cổng tàu thuốc 12V, 120W. Xe cũng sở hữu 13 loa, tuy nhiên chưa rõ của thương hiệu nào. Nếu như Luxe SA dùng loại cảm ứng đặt dọc có kích thước 10,4 inch, thì trên chiếc President dùng loại 12,3 inch và đặt theo chiều ngang. Chất lượng hình ảnh cũng sẽ hứa hẹn sẽ sắc nét và ấn tượng hơn so với Luxe SA 2.0. Ở phía sau vô lăng cũng hiển thị thông tin gồm hai đồng hồ analog và một màn hình điện tử chính giữa. Đáng chú ý, nếu như đồng hồ tốc độ trên Luxe SA 2.0 chỉ có chỉ số tốc độ cao nhất là 260 km/h, thì trên chiếc President là 320 km/h do dùng động cơ lớn hơn. Sự khác biệt và cũng là điểm nhấn cho VinFast President chính là khối động cơ khủng phía dưới nắp capo. Xe sở hữu động cơ V8 6.2 lít hút khí tự nhiên sản sinh công suất tối đa 420 mã lực, mô men xoắn cực đại 620 Nm, kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. VinFast President có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ trong 6,8 giây, đạt vận tốc tối đa gần 300 km/h. Đi cùng với động cơ khủng là hàng loạt những công nghệ an toàn tiên tiến như hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, phân bổ lực phanh điện tử, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ đổ đèo, chống lật, cảnh báo điểm mù, cảnh báo lệch làn đường hay hệ thống camera 360 quanh thân xe. Từ Auto Daily, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu tại Độc Đáo TV. Liên hệ ngay Đinh Nghĩa Studio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.